Cá ngừ, bà con ta biết hết cá ngừ phải không bà con? Cá ngừ là nó rất tốt cho sức khỏe, ăn ngon mà giá tiền tốt, sức khỏe cũng rẻ tiền, không mắc lắm. Nhưng mà không phải nó tốt là ai cũng ăn được bà con à. Nó tốt nhưng mà những người thế này vui lòng đừng ăn cá ngừ để bệnh chúng ta mau lành, mau bớt, mau khỏi, chứ ăn cá ngừ vào thì bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi. Đó là người có hệ thần kinh, tim mạch, 5 tuổi trở xuống, lớn tuổi 70 tuổi trở lên, dị ứng, đang mang bầu, hen suyễn, rối loạn tiêu hóa là vui lòng đừng ăn cá ngừ bà con ơi. Vui lòng đừng ăn nha bà con. Đừng ăn cá ngừ vì nó không tốt gì cho sức khỏe cả. Còn ngoài ra, ăn cá ngừ nó tốt, tốt cho tim mạch, xương khớp, ngăn ngừa ung thư, có nhiều chất đạm vì nó có vitamin D, vitamin E, giảm ngứa, sưng đỏ. Ăn bình thường như các loại cá khác, mỗi bữa ăn một tuần là 6 ngày thì chúng ta phải nghỉ một ngày. Bà con ơi, kênh chúng tôi nói về đời sống và sức khỏe, bà con thấy được thì vui lòng đăng ký để ủng hộ chúng tôi. Và 4 video nói về bệnh gì, ăn gì, ăn gì, sức khỏe ra sao, sớm đến với bà con nha bà con. Vui lòng chia sẻ đó mọi người, cùng nhau mạnh khỏe bà con ơi nha. Bà con biết rồi, cá ngừ là những người không ăn được là người có hệ thần kinh không ổn định, tim mạch 5 tuổi trở xuống, lớn tuổi thì 70 tuổi trở lên, dị ứng, đang mang bầu, hen suyễn, rối loạn tiêu hóa. Bà con ơi, những người đó là không nên ăn. Còn ăn cá ngừ còn lại thì nó tốt, tốt cho vô cùng, nó tốt cho tim mạch, xương khớp, ngăn ngừa ung thư, có nhiều chất đạm, vitamin D, vi lim ho, giảm ngứa, giảm ho, sưng đỏ. Ăn bình thường như các loại cá khác, nhưng mà ta ăn 6 ngày phải nghỉ một ngày rồi mới tiếp tục ăn nha bà con. Bà con thấy được video chúng tôi, vui lòng đăng ký để ủng hộ. Và 4 video nói về bệnh gì, ăn gì, ăn gì hàng ngày của chúng tôi sẽ sớm đến với bà con. Vui lòng chia sẻ cho mọi người, cùng nhau mạnh khỏe. Bà con ơi.